Bỏng là tai nạn thường gặp ở trẻ em, nhất là trẻ dưới 6 tuổi. Bỏng không chỉ gây đau đớn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tâm lý mà có thể còn dẫn đến tử vong. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay, số trẻ nhập viện do bị bỏng tăng cao. Đáng lo ngại, phần lớn trẻ bị bỏng là do sự bất cẩn của người lớn. Bé trai 7 tháng tuổi, nhà ở Buôn Du, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, bị bỏng nhập viện điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện vùng Tây Nguyên. Mẹ của bệnh nhi cho biết do bất cẩn không để ý nên cháu cua tay làm đổ bình nước sôi khiến hai chân bị bỏng nặng. Khi cháu bị bỏng là cháu cứ quấy khóc liên tục, không ăn không uống là em cũng bị sốt ruột. Em không biết sau này nó như thế nào, nó để lại di chứng sao. Cũng giống như cháu bé vừa nêu trên, cháu bé này cũng bị bỏng khi mẹ đang nấu ăn. Sự hiếu động khiến bé trượt chân làm nồi canh đổ xuống, gây bỏng vùng ngực và bụng. Dạ, do ý là mẹ đang bận nấu nướng để nồi canh vô mâm á. Cháu hiếu động nên cháu đụng vào cái mâm á, cho nên nồi canh nó bị đổ vào người cháu. Sau chuyện này thì mình cũng để ý hơn, tại vì cháu hiếu động nên là mình cũng khi nấu nướng đồ này kia thì mình cẩn thận, chú ý hơn. Từ đầu năm đến nay, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận điều trị gần 80 trường hợp trẻ bị bỏng do các tác nhân như nước sôi, cồn, bỏng điện. Chiếm 30% số ca tai nạn thương tích hay gặp ở trẻ. Đa phần trẻ bị bỏng thường để lại di chứng nặng nề, vì vậy việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém. Thường thì tai nạn thương tích để lại nhiều di chứng nặng nề lắm. Ví dụ như nếu như mà là bỏng thì ở trẻ em á, bỏng thường sẽ nặng hơn so với người lớn. Tại vì cái cơ thể của trẻ em, cái làn da nó rất là mỏng manh. Khi mà đổ vô, ví dụ như là bỏng nước sôi chẳng hạn, thì các bé cũng chưa biết cách để tự xử lý cho mình như thế nào. Thường thì những cái tai nạn ở trẻ em sẽ nặng hơn so với người lớn, cũng sẽ dễ để lại các cái di chứng hơn, và thậm chí nhiều khi là ám ảnh về mặt tâm lý nữa. Theo các bác sĩ, trẻ bị bỏng, việc sơ cứu đóng vai trò quan trọng trong việc giảm diện tích và độ sâu của vết thương, đặc biệt là trong 30 phút sau bỏng. Tuy nhiên lại có không ít những sai lầm trong vấn đề này. Các bậc phụ huynh khi mà gặp những trường hợp mà con mình bị tai nạn thương tích, nếu như mình không biết xử lý, ví dụ mình không phải là nhân viên y tế có hiểu biết, thì tốt nhất là đưa em đến trạm xá để người ta xử lý. Nếu như mà cần thiết thì sẽ đưa lên nhập viện, chứ không phải mình ở nhà mình tự dùng các cái phương pháp dân gian là rất là nguy hiểm. Để phòng ngừa bỏng cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần chú ý giám sát trẻ, không cho trẻ đến gần những nơi nguy hiểm, có nguy cơ gây bỏng như bếp lửa, nước sôi, thức ăn mới nấu, bàn là, đang nóng, bật lửa. Khi trẻ bị bỏng cần làm mát vùng bỏng bằng cách ngâm vào nước sạch trong 30 phút, che phủ vết thương bằng khăn, vải sạch, bông gạc, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời.